Mình có một câu hỏi muốn hỏi đến chương trình, hỏi thầy là mình có một người em gái làm công nhân ở trên thành phố Bình Dương á, thì cách đây 4 ngày là em gái mình bị nhiễm gọi là dương tính với Covid, và nhà thì lại có 2 đứa con nhỏ nữa. Thì hôm nay là ngày thứ tư thì cái thằng nhỏ đó cái thằng út đó là nó cũng bị dương tính. Thì trong cái trường hợp này là cái cách xử lý tối ưu nhất để mà giải quyết cái vấn đề bệnh nhiễm COVID này phải bắt đầu từ đâu? Cái hướng giải quyết điều trị là như thế nào? Tại vì tỉnh Bình Dương và thành phố Sài Gòn là bị quá tải về về y tế. Thì gia đình cũng hoang mang, bây giờ giữa tỉnh nọ với tỉnh kia là cách nhau 200 km, cho nên là không tiếp cận được. Vì ở các xã ở đây ấy là cũng bị ngăn cách bởi vì họ không có cho đi ra ngoài cái địa phương. Thì bây giờ gia đình rất là lo lắng, thì cũng mong chương trình giống như thầy là cho một vài cái lời tư vấn cụ thể để giải quyết cái vấn đề của các em á. Tại vì hôm qua thì nó nói là nó bị mất cái khứu giác và nó ăn nó không có biết nữa. Tức là nó có cái vấn đề là nó bị xâm nhiễm vào cơ thể đấy, là nó sốt và nó không có biết ngon miệng nữa. Rồi thì bây giờ nói cho chú, rồi chú nói qua đó cũng vậy, không không có không có cái kết quả đâu. Cái thứ nhất là bây giờ cho nó lên thẳng trên cái trang YouTube của thầy đó, nãy thầy có đánh vô rồi, trang YouTube Tâm Thành Sakya. Ok, thì trên đó là có sẵn hết tất cả những cái clip 5-6 phút thầy đã hướng dẫn cụ thể cái cách làm như thế nào, từ cái sông nhà xung quanh mình bằng nước chanh gừng sả, những cái lá có mùi thơm, hay là thậm chí như nếu mình không có gì thì mình có thể dùng giấm, đó là để mình khử cái môi trường trong cái phòng của mình. Giả sử như mình có một cái phòng rất nhỏ, cái phòng trọ, thì cái môi trường của mình phải được khử sạch để thông thoáng, rồi uống nước đường, nước chanh hay là dùng khăn để lau để cho nó hạ nhiệt, rồi ăn cháo, những cái đó là đơn giản, tập thể dục thư giãn và bình yên. Thì thầy đã hướng dẫn hết trên những cái YouTube đó. Giờ cũng trên cái YouTube đó thì cũng có những cái bài chia sẻ của những em như nãy thầy nói đó, tức là không phải bản thân mình đã vượt qua mà còn giúp cho cả gia đình, có gia đình là đến 6-7 người, và thậm chí có những người lớn tuổi có bệnh nền, bình thường chỉ cần mà hơi lo lắng tí xíu là huyết áp lên là đã phải nhập viện rồi, huống chi đây mà khi mà bị dương tính nữa thì càng lo lắng hơn nữa. Nhưng mà người ta đã vượt qua được hết bằng cái phương pháp rất là tự nhiên ở nhà, không đụng tới một cái viên thuốc hạ sốt. Rồi cũng ở trên đó là thầy có một Dạ. dọc là 22 bác sĩ dược sĩ trong cái nhóm của thầy để làm cái hotline để hỗ trợ thêm cho cái đường line 1115. Thành ra cứ lên cái trang YouTube đó là có hết tất cả thông tin, khi nào cần thiết gì thì cứ xem cái đó trước. Quan trọng là mình phải giữ vững tinh thần, quan trọng là mình phải quyết tâm làm tự thân của mình. Nhưng mà khi nào mà mình có vấn đề rắc rối hay là mình khó căn thì mình có thể gọi thêm các cái số phone đó, thì thầy có 20 cái số phone ở trên cái YouTube đó để cho các anh chị em bà con mình có thể liên lạc để mình tư vấn. Rồi thậm chí như chẳng hạn như trong trường hợp mà cuối cùng khẩn cấp, thì nó lấy ví dụ như trong trường hợp có tình huống mà xấu nhất, chẳng hạn như khi mình khó thở, đừng có mong tới bệnh viện, thì như vậy nó sẽ có những cái chương trình, nó sẽ đem cái bình oxy đến cho mình hay để mình thở, hỗ trợ cho mình thở như thế nào đó. Ok, thành ra nói với người nhà lên thẳng cái trang YouTube đó để nó khỏi đi lòng vòng tam sao vạn bổ mất công lắm. Ok. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn chương trình.